요. Con siro nó đang phở đấy. Còn một cục nữa mà siro thích chơi thì ra lấy cái cục kia chơi đi. Còn một cục kia kìa. Còn một cục đấy. Còn một cục ở đằng sau kìa. Siro có chơi thì ra lấy chơi. Mỗi đứa một cục gặm cho sạch răng. Ở đằng sau. Chứ không phải nằm ở đấy mà trực trực mà tranh cướp của bà với của mẹ anh đấm cho phát đấy. Kiểu chơi của Siro là cái kiểu chơi rất là nhây. Đồ chơi quá nhưng mà cứ thích chơi cho kiểu cướp của bà với. Siro hắm gì hả Siro? Cả Messi nữa. Messi nằm xuống. Messi gối đầu vào đây. Hello. Chúng ta xa nhau từ lâu lắm rồi đấy nhỉ. Xích ra đây nè. Xích ra đây cho mát. Nào. Ra đây. Chào Messi nhá. Ok, chào Siro, chào Kila nhá. Nào, Tom. Hai tay bay em. Đứng đây. Nào. Sụp. Kila đây. Hai tay ba đứa thì sẽ phải có đứa là không thể ôm chặt được. Làm sao tránh được. Đấy con Siro mới nhường rồi đấy. Cái lang ngồi dậy. Rồi hai mẹ con liếm nhau yêu nhau đi. Nào. Mới đi có một lúc thôi. Đi từ 9 giờ sáng. Bây giờ là 2 giờ chiều. Làm như kiểu là cách xa nhau đến cả mấy tháng rồi. Hai mẹ con liếm nhau yêu thương nhau đi. Ok. Kia đang ngồi dậy nào. Ngồi lên. Ok, có Siro ra đây. Hôm nay Siro nhường chỗ cho bà với mẹ. Ngoan thế nhỉ. Nào, cái Si ra đây. Siro ngồi xuống. Ok, giải tán, khỏe. Nào. Không. Đây là cảnh chúng ta chơi với nhau. Còn một cục nữa mà Siro thích chơi thì ra lấy cái cục kia chơi đi. Còn một cục kia kìa. Còn một cục đấy. Còn một cục ở đằng sau kìa, Siro có chơi thì ra lấy chơi. Mỗi đứa một cục gặm cho sạch răng. Ở đằng sau. Chứ không phải nằm ở đấy mà trực trực mà tranh cướp của bà với của mẹ anh đấm cho phát đấy. Kiểu chơi của Siro là cái kiểu chơi rất là nhây. Đồ chơi quá nhưng mà cứ thích chơi cho kiểu cướp của bà với mẹ cơ. Thôi Siro chơi cục kia đi, đừng làm phiền mẹ với bà gặm cho sạch răng. Đúng rồi, mỗi đứa một cục.
Đó, bình thường ở chỗ nó chơi như vậy. Một mình Siro có gặm được hai cục không đấy? Siro kiểu gì cũng phải ra, phải kiểu gì Siro cũng phải lấy cái cục mà mẹ chơi hoặc bà chơi cơ, không thèm chơi cái cục mới. Thế chi này hấp không, hấp nặng. Mèo xin nằm ra kia gặm cho sạch răng đi. Ra gặm cục kia cho sạch răng. Không vào đêm gì cả. Ra kia đi. Ra kia chơi, ra kia nằm đi. Ừ. Chờ tí em đang ngồi chờ tí cơm nó chín rồi anh xuống anh đảo đồ ăn cho ba đứa. Nằm ra chỗ quạt kia cho nó mát. Được chưa? Mẹ con chả chịu liếm mặt cho nhau gì cả. Thôi rồi, giải tán đi. Giải tán. Mỗi đứa nằm một chỗ. Ừ. Thôi Messi ra kia nằm chơi với con đi. Thôi ra kia. Hợp. Thế. Ok. Con Siro nó đang phở đấy. Lại trực trực ra cướp đồ của bà này. Thôi rồi, Messi ra kia nằm đi. Ra kia nằm đi. Ở đằng sau chứ không phải nằm ở đấy mà trực trực mà tranh cướp của bà với của mẹ anh đấm cho phát đấy. Kiểu chơi của Siro là cái kiểu chơi rất là nhây. Đồ chơi có nhưng mà cứ thích chơi theo kiểu cướp của bà với mẹ cơ. Thôi Siro chơi cục kia đi, đừng làm phiền mẹ với bà gặm cho sạch răng. Đúng rồi, mỗi đứa một cục. Đó, bình thường ở chỗ nó chơi như vậy. Một mình Siro có gặm được hai cục không đấy? Siro kiểu gì cũng phải ra, phải kiểu gì Siro cũng phải lấy cái cục mà mẹ chơi hoặc bà chơi cơ, không thèm chơi cái cục mới. Thế chi này hấp không, hấp nặng. Mèo xin nằm ra kia gặm cho sạch răng đi. Ra gặm cục kia cho sạch răng. Không vào đêm gì cả. Ra kia đi. Ra kia chơi, ra kia nằm đi. Ừ. Chờ tí em đang ngồi chờ tí cơm nó chín rồi anh xuống anh đảo đồ ăn cho ba đứa. Nằm ra chỗ quạt kia cho nó mát. Được chưa? Mẹ con chả chịu liếm mặt cho nhau gì cả. Thôi rồi, giải tán đi. Giải tán.
mỗi đứa nằm một chỗ. Thôi Messi ra kia nằm chơi với con đi. Thôi ra kia. Hợp. Thế. Ok. Con siro nó đang phỏng đấy.